Tôi biết cô quan tâm tới những sự thật liên quan tới bố con ông chủ tịch. Tôi đang có những thông tin đó trong tay, nên muốn có một giao kèo với cô. Tôi biết cô rất quan tâm tới Khắc Đức, và tôi nghĩ rằng cô không muốn điều xấu xảy ra với anh ta. Giao kèo là gì? Tôi sẽ cho biết nội dung khi gặp cô. Cô cứ rời nhà đi, rồi tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể. Nói địa chỉ đi, tôi đến luôn. Anh là ai? Anh có bằng chứng tiêu cực về thủy điện muốn cung cấp cho tôi à? Tại sao? Ông ta là đối tác làm ăn, nhưng cũng là kẻ thù của tôi. Tại sao lại chọn tôi? Không phải mấy hôm nay cô chạy khắp nơi để tìm kiếm thông tin à? Anh là ai? Anh theo dõi tôi à? Tôi sẽ cho cô điều cô muốn. Đổi lại, cô đưa cho tôi đoạn ghi âm và những bức ảnh mà cô đang có. Tôi hiểu rồi. Anh là người của ông Hưng. Cô đúng là hấp tấp thật. Nhưng tôi cũng không cần biết là cô nghĩ gì. Cô đồng ý chứ? Tôi muốn biết những thứ anh đưa tôi có giá trị không đã. Hey. Anh đi làm gì? Buông ra. Được, bọn tao sẽ có cách để mấy miệng. Ui.
Chuyện hội thảo khoa học, cậu cũng biết, chủ tịch cũng rất đau đầu mới phải quyết định như vậy. Đó chỉ là giải pháp để bảo toàn trong giai đoạn nhạy cảm này thôi. Hàng chục triệu đồng để trả cho những người mang danh là nhà khoa học, anh nghĩ ai có thể làm việc đấy? Doanh nghiệp, liệu họ có chịu bỏ tiền ra đầu tư khi mà không có sự chỉ đạo, sự bật đèn xanh của những người ở cấp trên hay không? Bố chống lưng cho chủ đầu tư, lẽ nào chỉ vì tiền? Alo. Cái gì? Em thấy trong người thế nào? Chị kê thuốc an thần cho em. Em không thể nào mà cứ ngồi mãi như thế này được. Chúng ta vẫn cần phải sống, phải nghị lực lên em. Bác sĩ cứ để thuốc đấy, lát tôi cho cô ấy uống ạ. Nghe nói chị vẫn đang bệnh, liệu chị có ở đây với bệnh nhân được không? Tôi cũng đỡ hơn rồi. Vả lại cô ấy chỉ có mình tôi là thân thiết, còn có ai nữa đâu ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. An, bình tĩnh em. Không, chị đây mà. Không, An, bình tĩnh nào. Nam, anh Nam. Kia em. Ơ kìa, cậu phải bình tĩnh. Minh An sao rồi? Minh An đang sốc, hiện tại cô ấy không muốn gặp ai, nên cậu đừng vào. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Tôi cũng không biết cụ thể, nhưng con bé làm tôi thấy sợ. Sau buổi hội thảo, Minh An có đi tìm ông Chính, không rõ để làm gì nhưng có vẻ rất thất vọng sau khi ra về. Rồi cô ấy đi đâu tôi không rõ. Mà tôi cũng chủ quan quá, lúc An gọi cho tôi thì tôi lại không cản. Ai nghĩ là cô lại liều như vậy. Thế bọn khốn đây là ai? Chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm trên một chiếc xà lan, nên không ai biết gì. Mãi đến gần sáng, có người dân đi qua mới phát hiện được. Con bé như biến thành người khác. Cậu nói đúng. Lẽ ra không nên kéo An vào chuyện này. Cô ấy chắc chắn sẽ cần một thời gian dài. Những sang chấn về tinh thần, hy vọng sẽ mờ dần. Vết thương thực thể cũng khá nặng, không chừng còn để lại hậu quả. Đây, cậu xem đi. Giờ tinh thần của cô ấy không ổn định, nên người nhà không nên để cô ấy một mình. Có cần thiết phải đưa cô ấy ra ngoài Hà Nội để điều trị không hả bác sĩ? Cái này thì tùy gia đình, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, điều trị vết thương tinh thần không nhất thiết phải tìm đến y học hiện đại. Mà cậu là bạn trai của cô ấy à? Dạ. Dạ vâng, em là bạn trai của Minh An. Lúc này cậu phải tế nhị, tránh cho cô ấy bị tổn thương thêm. Dạ vâng, việc điều trị của Minh An, bác sĩ hay làm mọi cách tốt nhất, chi phí em sẽ lo hết. Đây là số điện thoại của em, có điều gì bác sĩ cứ liên hệ trực tiếp với em. Hội thảo chắc chắn là màn kịch do tỉnh dựng lên nhằm che đậy sự bất cập của thủy điện. Chuyện này không đơn giản đâu, chúng ta không thể để sơ hở được. Em sẽ gặp từng người có ý kiến tham luận và gặp những nhà chuyên môn có uy tín từng lên tiếng vì vấn đề của Nam Giang. Như vậy vẫn không thể kết luận họ làm bệnh hoặc có dấu hiệu tiêu cực như đút lót hay mua chuộc chuyên gia được. Đầu tiên, cứ gieo những vấn đề bất thường đã ghi nhận được của hội thảo. Bằng chứng em tin là có, nhưng em cần thời gian.
việc này tôi cần trao đổi thêm với sếp Văn. Thế nhá, chào cậu. Em về đi, anh không có thời gian dành cho em nữa đâu. Không sao, không biết anh có nhã hứng để nghe đoạn ghi âm này không? Em định bày trò gì nữa? Em đang băn khoăn, không biết là có nên bán nó với giá vài ngàn đô hay là sẽ chuyển cho người sẽ giúp em giành lại anh. Anh chọn giúp em đi. Em đừng bày trò ngốc nghếch vô ích nữa. Tiện đây, anh thông báo cho em biết luôn, anh sẽ đính hôn trong vòng nay mai. Vậy là tôi đã có câu trả lời. Anh cứ tranh thủ mà cười đi, nếu không sau này không còn thời gian mà cười nữa đâu. Bye. Bác cứ để cháu ạ. Không, con cứ để đấy. Con vừa đi đường xa về, chắc mệt lắm hả? Hai bác dạo này có khỏe không ạ? Có tuổi rồi thì cũng khó mà khỏe được con ạ. Mà bác chỉ mong mau mau mà có con dâu để đỡ phải lo cho thằng Đức. Con uống nước đi. Dạ, cháu xin bác. À, Đức nói con sẽ quay lại Nam Giang phải không? Vâng, con định sẽ như thế ạ. Con nghĩ thế là phải. Về đây con muốn làm gì ở đâu bác và bác trai sẽ lo. Thằng Đức nó cũng nói với bác chuyện nó muốn đính hôn. Chỉ cần con đồng ý thôi, mọi việc bác sẽ lo tất. Nam ngày nào cũng hỏi thăm em, cậu ấy lo cho em lắm đấy. Biết hôm nay em ra viện, Nam gửi nhờ chị chuyển cho em. Nam với anh Thiện sáng nay đi Hà Nội rồi. Mấy anh em nói là đi gặp một vài người để xác minh thông tin dối trá ở hội thảo. Đây là báo cáo của tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu về môi trường của các nước Đông Nam Á. Vâng. Về sự tác động của thủy điện đối với người dân. Trong phần nội dung báo cáo ở nước ta, họ tiến hành khảo sát tại nhiều thủy điện trong cả nước, trong đó có thủy điện Nam Giang. Ở hội thảo vừa tổ chức, các chuyên gia được mời đến đều nói rất hay về thủy điện ở Nam Giang. Tôi có nghe nói rồi. Thú thật, tôi thấy xấu hổ cho những người gắn mác chuyên gia. Chúng cháu lên đây cũng là muốn chú giúp vài việc. Cụ thể là gặp một số người có trong danh sách mà tỉnh Nam Giang mời hội thảo vừa qua. Tôi sẽ giúp. Tôi vừa làm thủ tục ra viện cho An. Hay để tôi nói với Minh An xem cô ấy có muốn gặp cậu không? Không cần đâu chị ạ. Em chỉ muốn biết tình hình cụ thể của cô ấy thôi. Gặp em lúc này cũng không để làm gì, có khi lại khiến cô ấy thêm ức chế. Xem ra cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao hai người lại quyết tâm chia tay. Tôi nhớ hồi ấy Minh An cũng đã tính tới chuyện làm đám cưới. Xem như là không có duyên số thôi chị ạ. Em có chút quà, chị chuyển cho cô ấy giúp em.
cảm ơn chị vì đã không xua đuổi em. Tôi nghe người ta nói cậu sắp đính hôn. Đúng rồi ạ. Ai cũng phải vậy mà chị. Bắt đầu với một ai đó lại có khi khiến em có thể quên đi được chuyện cũ. Việc ông Chính phải viện tới hội thảo vừa rồi để dẹp dư luận, tạo thêm sự ủng hộ để thực hiện dự án thủy điện, chứng tỏ ông ta hết bài rồi. Như thế có thể xem thời của ông ta chỉ còn ngày 1, ngày 2 nữa thôi. Cháu nghe nói là trên Trung ương đã có đầy đủ các thông tin. Như vậy chắc chắn sẽ có ý kiến chỉ đạo để xem xét lại việc này. Đấy chưa phải là điều quan trọng nhất mà ta muốn. Phải có cái gì đó đủ mạnh để gạt ông Khắc Chính ra khỏi cuộc đua quyền lực này. Vâng. À, bác này, bác đã có thông tin gì về phương án thay thế nhân sự chưa? Trước giờ cuộc đấu diễn ra thì người thắng cuộc luôn là một ẩn số. Ứng cử viên nào cũng có thế mạnh riêng của mình. Chưa kể là có năng lực mà không có quan hệ thì vẫn cứ ngồi yên đấy. Vì vậy, thông minh già ấy thì phải biết cách buôn vua, đầu tư đúng người đúng việc. Thảo nào mà Tây Hưng nôn nóng vụ Sa Khê thế, tranh thủ lúc giao thời. Tình thế bây giờ, nếu mình kiếm đủ cớ để quật thằng Khắc Đức, chắc chắn ông Chính sẽ bị điểm đúng huyệt. Mình phải tranh thủ cơ hội để kiếm lời cả hai má. Sa Khê là mảnh đất có tiềm năng, nhưng chưa biết cách khai thác, khiến đời sống người dân khổ mãi. Tôi đã quyết rồi. Việc đầu tiên tôi trở lại đây là để thay đổi mảnh đất này. Tôi tin cậu sẽ làm được. Thôi, cậu đi đi. Tôi sợ đêm nay lũ sẽ về, còn nhiều việc phải lo đấy. Của tôi gửi cho con gái. Cậu không định gặp cô ấy nữa hay sao? Để làm gì? Việc đã qua rồi. Chỉ có cậu là hiểu tôi. Thôi, cậu ở lại, tôi trông cậy ở cậu. Mình đấy à? Cô giúp việc nấu cháo rồi, em mang lên cho anh ăn nhé. Cứ để đó, tôi xuống ăn sau. Bức ảnh em lỡ xé lần trước, em đã tự tay dán lại và để cả trong này. Em nghĩ anh cũng không nỡ bỏ nó đi. Cảm ơn mình. Chắc mình cũng mệt mỏi vì quá khứ của tôi lắm phải không? Em chỉ hy vọng năm tháng càng xa đi, chuyện đó cũng sẽ nhạt dần. Chúng ta nên sống cho thực tại. Em định bàn với anh một việc, nhưng có vẻ anh đang không vui. Lại liên quan đến chuyện thằng Đức sao? Nhưng chuyện này lúc khác nói cũng được. Mình nói đi, tôi đang nghe đây. Em muốn tổ chức lễ đính hôn cho thằng Đức. Sao tự nhiên mình lại nói chuyện đó? Thế còn ý thằng Đức thế nào? Em thấy nó có vẻ cũng xuôi. Con bé nghe tin thằng Đức gặp khó khăn, đã bỏ hết công việc ở Sài Gòn để về đây đấy anh ạ. Con bé ăn vừa gặp nạn, mình biết chứ. Vợ chú Chiến đã nói với em rồi, nhưng đó đâu phải lỗi tại chúng ta.
thằng Đức nó vẫn chưa hết tình cảm với con bé An. Không lẽ mình không hiểu con trai mình sao? Lúc này mà đem chuyện đó ra bàn, tôi e không tiện. Chuyện của chúng nó cũng qua lâu rồi, mà em nghĩ anh cũng không nên nghĩ ngợi nhiều. Nếu tình cảm của chúng nó sâu sắc thì nó đã không ngoan ngoãn nghe lời anh đâu. Chuyện anh phản đối, xét cho cùng cũng tốt cho cả hai đứa mà. Giúp anh kiếm được tiền từ các doanh nghiệp. Ừ. Cô cũng ghê gớm đấy nhỉ. Như anh thôi. Nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để đứng giữa những làn đạn đâu. Nhưng bây giờ thì tôi bất chấp, miễn là có thật nhiều tiền để mà rửa nhục. Xem ra cô có vẻ hận thằng Đức thật đấy nhỉ. Đó không phải là việc để anh quan tâm. Thôi, bàn việc của mình đi. Anh cho chú một tuần thôi đấy. Vụ gỗ quý thế nào rồi anh? Hợp đồng đã ký. Lộ trình vận chuyển sẽ vòng qua Lào rồi quay trở lại Việt Nam. Vừa hợp lý hóa nguồn gốc, vừa chuyển giá. Ít nhất cũng vênh lên gấp 3 lần giá đầu vào. Vì thế không thể chần chừ được nữa. Em hy vọng rằng sau hội thảo, ông chính sẽ quyết định ngay. Nhưng em đang lo, bên báo chí mà chọc ngoáy thì không lường trước được đâu. Tôi không lo việc đó, mà vấn đề là ở chỗ ông chính. Điểm yếu của ông ta là quá tin tưởng vài kẻ cấp dưới. Nhưng lúc này, ông ta bắt đầu tự mình lần lại nhiều chuyện. Nếu ông ta tìm ra sơ hở, thì sẽ khó đấy. Cháu ăn một chiếc đi. Bắp mới bẻ, ngon lắm đấy. Cháu xin bác ạ. Ăn đi. Từ lúc đến tới giờ cháu chưa ăn gì cả. Dạ. Mấy hôm nay trời mưa nên học sinh nghỉ cả. Ngày mai sẽ lại đến trường. Cô giáo mình có việc phải về thành phố, chưa thấy quay trở lại. Nếu cháu ở đây trợ giúp, chờ đến khi cô Minh trở lại thì tốt quá. Có khi cháu sẽ ở lại đây lâu hơn bác ạ. Thế thì hay quá. Ý bác muốn nói là trong khi trường không có giáo viên, may mà có cháu ở lại.
Ngày mai bác về thành phố phải không ạ? Ừ, bác về mua ít vở cho bọn trẻ. Cháu có cần gì không? Cháu nhờ bác chuyển giúp cháu cái này cho một người. Ừ. Ừ, cái này đẹp này, nhưng mà hơi già nhỉ? Dạ. Cái này cô cho tôi bộ kia đi. Cái này phải không cô? Ừ, đúng rồi. Dạ cháu gửi ạ. Cái này đẹp đấy. Cái này có vẻ hợp với thanh niên bọn con. Bác thử xem nào. Đẹp đấy. Mình mua sợi này nhá. Thôi. Sao con? Bác không cần phải mua cho con đâu. Cái này đắt lắm. Con thấy nó không hợp với con đâu ạ. Con thật là thằng Đức nhà bác. Nó thích hình thức nên con phải để ý một tí chứ nhá. Với lại bác mua cái bộ này để con đeo trong lễ đính hôn mà. Nhá. Cô thanh toán giúp tôi nhá. Nếu con không thích thì thôi. Trông con có vẻ buồn, bác áy náy lắm. Không phải như bác nghĩ đâu ạ. Con rất biết ơn bác. Nhưng chuyện đính hôn, con cũng đang định thưa với bác. Con muốn từ chối ạ. Thế là thế nào? Con nói với bác là con muốn ở Nam Giang để gần thằng Đức cơ mà. Đúng là như vậy. Tình cảm của con vẫn không thay đổi. Nhưng con không muốn ràng buộc anh Đức nếu như tình cảm chỉ có từ phía con. Thằng Đức nó đã nói với bác rồi. Nó quyết định gắn bó với con. Con cũng biết tính nó rồi đấy. Từ trước đến giờ, có bao giờ nó đả động đến chuyện cưới xin đâu. Nó đang thay đổi rồi con ạ. Thực lòng, trước sau bác chỉ muốn con là con dâu của bác. Việc con về Nam Giang tìm nó, nó có vẻ cảm động lắm. Sau này hai đứa gắn bó với nhau, tình cảm nó sẽ khác mà. Miễn con không chê nó là được. Đó là một người bạn của bác. Cô ấy mất đã gần 20 năm rồi. Ra đây. Dạ. Chào anh làm vợ. Này, thôi, cháu cứ ngồi đây. Chả mấy khi con trai bác nó về nó giúp bác. Cháu ngồi xuống đây. Bác nghe Nam nói cháu là người Sa Khê phải không? Dạ. Sa Khê bây giờ chắc thay đổi nhiều lắm. Vâng, mà sao bác cũng biết Sa Khê ạ? Bác chỉ nghe nói Sa Khê là huyện cuối cùng của tỉnh sẽ có điện. Có đường, có điện, cuộc sống sẽ thay đổi nhiều lắm. Mẹ tôi đang tìm hiểu công việc của tôi thông qua An đấy. Nào. Đấy, hễ hỏi nó công việc ý, câu trước câu sau nó lạc đi ngay lập tức. Còn nếu nhắc chuyện vợ con mẹ, thì nó còn dọa bác là nó sẽ không về nhà nữa cơ. Mẹ, mấy cô chưa chồng ở cơ quan con bảo ấy, cái tục dục cưới dã man không kém cái lễ hội chém lợn đang bị báo chí lên án đâu. Đấy, cháu xem. Bác chỉ có mỗi mình nó thôi, mà nó cứ đi biển biệt suốt ý. Hễ cứ về ý, là trả lời mẹ ngang như cua thế đấy. À, mà Nam nói là cháu không được khỏe. Vậy thì cháu cứ ở lại đây với bác. Nam nó có việc, cứ để nó đi trước đi. Có cháu, bác sẽ thấy vui hơn. Mẹ ơi, An cũng phải quay lại Sa Khê. Cô ấy đã nhận dạy thay một cô giáo ở điểm trường ở thôn Hà Vu của Sa Khê rồi. Đúng đấy ạ. An, đi dạo không? Phải đấy. Con dẫn An đi chơi đi. Rồi lát nữa hai đứa về ăn cơm. Thế cho xin phép bác ạ. Đi. Đi. À, mẹ nhớ luộc cho con nồi lạc nhá. Được rồi. Cháu chào bác ạ. Ừ.
Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhỉ? Đây, cẩn thận. Ở đây thanh bình quá. Thế nên khi tôi muốn đón mẹ ra Hà Nội, mẹ không chịu. Bác chỉ có mỗi mình Nam, mà Nam cứ đi suốt thế, chắc bác buồn lắm. Hồi tôi học trung học, cũng có vài người ngỏ ý muốn về sống chung với mẹ, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói cuộc sống của mẹ đặt cả vào tôi rồi. Nam nói trước đây bác từng dạy học, sao bây giờ bác không muốn nhắc tới thời đó nữa? Tôi không biết, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận thấy điều đó có liên quan đến cha tôi. Có lẽ mẹ không muốn chạm vào quá khứ. Thế Nam còn ý định đi tìm bố không? Trước đây thì có, nhưng giờ thì không muốn nữa. Mẹ phải có lý do để muốn khép lại quá khứ. Còn người đó, nếu còn sống trên đời, nếu còn chút tình nghĩa với mẹ con tôi thì đã tìm về rồi. Lúc nãy Nam nói chuyện dạy học của An, An thấy mẹ có vẻ không vui. An đừng để ý, mẹ tôi hay nhạy cảm với những cụm từ kiểu như thế. Ví như mỗi lần nhìn thấy cảnh bão lũ lụt trên tivi là mẹ tôi bảo tắt đi không muốn xem. Mẹ bảo chẳng có gì hay ho cả. An này, bất cứ việc gì nếu An cần, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ. An hãy hứa từ nay đừng hành động một mình như trước nữa. Cảm ơn Nam. Nam không cần phải bận lòng về An nữa đâu. Thời gian tới chắc sẽ khó khăn cho Nam. Tiếc là An không thể giúp được gì nữa. Alo, vâng, em chào chị ạ. Anh ấy đang bực lắm chị ạ. Thế ông ấy không nói gì thêm về tôi chứ hả? Còn biết nói gì nữa hả chị? Vì việc này mà anh ấy giận cả em nữa. Thôi, chú lựa lời nói đỡ cho tôi nhé. Đấy là một bác trong ban phụ huynh giới thiệu, rồi kết nối mọi việc. Mà tôi thì nghĩ đơn giản, Nam Giang thiếu gì rừng hả chú? Chặt chỗ này, còn chỗ kia. Thế nên tôi mới tặc lưỡi. Vấn đề là liên quan đến bên Trường Thành mới mệt chị ạ. Giờ lại đang xem xét dự án Sa Khê, rồi báo chí lại nhảy vào tùm lum cả. Tôi biết rồi. Khó thì tôi mới phải nhờ đến chú. Thôi được rồi, tôi sẽ làm đúng như chú dặn nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chào. Còn nhớ tôi chứ? Chuyện cô định nói với tôi chắc hẳn liên quan đến anh Đức. Chúng ta chỉ có một mối quan tâm chung là anh ta. Nếu cô gặp tôi chỉ để nói về quan hệ của anh Đức trong quá khứ thì tôi không cần nghe nữa. Tôi đã quyết định chỉ sống với hiện tại. Một quyết định sáng suốt đấy. Vậy chắc cô cũng không biết, anh ta đang vướng vào rất nhiều chuyện phức tạp, và còn có thể vào tù nữa.
Cô đừng đem chuyện đó ra để hù dọa tôi. Kể cả khi anh Đức vướng vào vòng lao lý thì tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Cảm động thật đấy. Nhưng liệu cô có dám từ bỏ tình yêu của mình để cứu anh ta thoát khỏi tù tội không? Anh ta có thể sẽ mất đi danh dự, sự nghiệp, tiền tài và cả tự do nữa. Nhưng nếu cô từ bỏ anh ta thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi không hiểu cô định nói gì. Cô hãy biến khỏi Nam Giang đi. Nếu không, những bằng chứng phạm pháp của anh ta tôi sẽ không giữ nổi đâu. Cô đã nghe thủng chưa? Giờ là lúc cô chứng tỏ tình yêu của mình rồi đấy. Cô... Chiều nay tôi sẽ có một giao dịch. Và thứ này sẽ đổi lấy 5.000 đô. Nhưng vì tình yêu của mình, có thể tôi sẽ từ chối nó. Nhưng nếu cô và anh ta vẫn tự làm theo ý mình thì tôi sẽ có quyết định khác đấy. Dự án ở Sa Khê rừng, chuyện này e khó khăn. Mấy ông huyện có vẻ rụt lại rồi, sợ việc này khó hợp thức được. Ông nói với anh em, mọi việc vẫn như kế hoạch. Dù hợp thức hay không, thì sau này ông Chính cũng sẽ biết. Nhưng chờ đến lúc đó, ông ta sẽ phải chung thuyền với chúng ta. Tôi nghe nói, ông ta đang định làm lớn chuyện rừng lim ở Chữ Ninh. Tôi sợ báo chí sẽ soi mói. Tôi thì lại muốn báo chí tập trung vào chỗ đó, để chúng ta dễ thở hơn mà hành động ở đây. Số lim lớn như thế, chuyện không đơn giản đâu. Chúng ta có con tin mà. Thông minh như ông Chính, tất sẽ biết cách hù biến, để gỗ lim biến thành gỗ keo, thành gỗ thông. Nhưng muốn ông ấy nhiệt tình hơn thì phải có báo chí giúp sức. Ông đúng là Gia Cát Lượng hồi sinh. Mọi chuyện cần phải chờ. Tôi phải nắm 99 phần thắng trong tay, tôi mới yên tâm được. Anh ạ. Bình đấy à? Dạ thưa anh, tay phóng viên báo Tinh Hoa đang đăng ký để phỏng vấn anh ạ. Thời điểm này tôi không muốn đăng đàn nữa. Những gì chúng ta cần nói trong đợt gặp trước cậu Vũ đã làm rồi. Chú cứ nói với người ta như thế. Dạ nhưng... Anh ta nói có tình tiết mới quan trọng và muốn phỏng vấn đích danh chủ tịch tỉnh à? Việc nhỏ như thế mà chú không giải quyết được à? Hay để tôi giao cho người khác? Dạ, vâng. Em làm ngay bây giờ ạ. À này, vụ việc phóng viên báo Nam Giang đã có báo nào đề cập chưa? Dạ, việc đó có phóng viên thường trú một số báo cũng có hỏi. Nhưng em trả lời chờ công an điều tra xong sẽ trả lời chính thức. Người bị nạn là cô nhà báo đã về quê và không muốn tiếp xúc với ai, cho nên chuyện này cũng tạm lắng xuống ạ. Thưa anh, em có ý kiến này, nếu anh cho phép, em mới dám nói thẳng. Chú nói đi. Dự án Sa Khê cứ dập dình kiểu này, em sợ càng gây chú ý của dư luận, chưa kể các doanh nghiệp họ phản ứng ạ. Còn bất cập thì phải dừng lại để xem xét. Tạm thời, chú đảm nhiệm thêm vai trò phát ngôn viên của Ủy ban tỉnh. Vâng. Khi thực sự cần thiết thì họp báo để trả lời công khai những vấn đề mà báo chí quan tâm. Nếu báo chí có hỏi thì trả lời bằng văn bản để đảm bảo thông tin cho chính xác. Vâng. Nhưng những vấn đề nhạy cảm mà dư luận chưa hiểu rõ trước khi gửi cho báo chí, chú chuyển qua cho tôi xem để thống nhất với quan điểm chung của lãnh đạo tỉnh. Vâng. Xin lỗi anh. Tôi... Mình đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ?
Chẳng lẽ... Mọi người ơi, công an đến kiểm tra. Mọi người dẹp hết đi, nhanh lên. Phía đằng sau có lối nào tránh công an không? Có. Kia là sếp tôi. Tôi muốn ông ta an toàn. Cô đưa ông ta ra ngã tư, sẽ có xe đón ở đó. Ok. Ừ, này. Đi đi. Hóa ra những điều người ta đồn đại về anh là có căn nguyên. Vấn đề là ở chỗ người ta nhìn nhận căn nguyên đó như thế nào. Vì chuyện sắp tới mà anh muốn Tinh Hoa ngừng những bài viết về Nam Giang. Quyết định trước một tờ báo vẫn là ở tổng biên tập. Tôi không thể can thiệp thô bạo, nhưng những gì tôi cần nói tôi đã nói hết cả rồi. Ngày trước tôi nhớ điều thầy luôn căn dặn học trò là phải trung thực, phải dám đối diện với sự thật. Và bố tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì đã lựa chọn cách sống đó. Nhưng mà này, ông đừng thể hiện lộ liễu sự bất mãn với tôi như thế chứ. Ông cũng nên lưu ý nhắc nhở cậu Thạch. Quản lý cả một đội quân toàn những người say nghề như thế cũng mệt lắm đấy. Ông Thái không ủng hộ việc báo chí làm dùm beng chuyện này. Chẳng lẽ ông ấy không biết rằng ông chính gặp rắc rối thì cơ hội về Nam Giang của ông ấy sẽ cao hơn sao? Anh không hiểu rồi. Ông Thái đủ tài thao lược để dọn đường về Nam Giang mà không tạo ra dư luận gì quá phức tạp. Cái gì quá cũng không tốt. Em nghĩ ông ấy tự tin cầm chắc phần thắng nên chẳng dại gì mà tạo ra dư luận xấu cả. Hơn nữa, do nội bộ tỉnh đấu đá mà ông ấy phải về gánh. Vì thế, Trung ương sẽ giám sát mọi chuyện chặt chẽ hơn. Các ông lớn đánh nhau, còn hành động của chúng ta thì sao? Thông tin của anh rất có giá trị. Ông chính phải thấy chuyện không đơn giản. Sau khi đi khảo sát dự án nên mới cho ngừng lại. Nhưng mà em đồ rằng ông ấy đã có hướng che chắn rồi. Vậy là ta chịu sao? Em đang quan tâm đến một hướng mới. Đây, anh xem đi. Người của em tìm hiểu thật bất ngờ khi biết rằng ông chính đặc biệt quan tâm đến con bé Minh An ở báo Nam Giang. Chuyện đó thì ai chả biết. Con bé ấy từng là người yêu của thằng Khắc Đức mà. Không phải chuyện đó. Trong hồ sơ của nó lưu ở trường cấp 3 có tên ông chính trong vai trò đỡ đầu chi trả tiền học. À, đây đây, đấy, anh nhìn đi. Đây là bức ảnh ông chính đến thăm trại trẻ mồ côi. Đấy, ánh mắt của ông ta nhìn con bé thật khác thường. Ừ. Chú có suy diễn quá không đấy? Hôm trước con bé đó phải vào nhập viện. Nghe nói ông ta cũng làng vàng ở bệnh viện. Ừ. Đương đương là chủ tịch tỉnh, giả sử đến thăm ai phải trống rong cờ mở, chí ít phải có nhân viên hoặc là vợ đi cùng. Đằng này ông ấy đến thật bất ngờ và ra về cũng lặng lẽ. Sao chú biết chuyện này? Em đã khai thác thằng lái xe taxi rồi. Cho nó cút rượu là nó khai ra hết. Thảo nào, ông chính phản đối kịch liệt chuyện hôn nhân của thằng con trai. Em đang cho người theo dõi tìm hiểu thêm ở trường đại học và trung tâm trẻ mồ côi nơi con bé đã từng ở. Không lẽ con bé có mối quan hệ riêng tư với ông chính? Nó chỉ đáng tuổi con ông ấy thôi. Thôi đúng rồi. Em cho rằng bí mật mà tay Hỏa Vâu định dùng để tống tiền hoặc là gây sức ép với ông chính có thể là chuyện này, chứ không phải là chuyện ăn tiền của mấy doanh nghiệp. Xem ra quá khứ của ông chính phức tạp thật. Thì em gặp anh cũng vì chuyện này. Thưa anh,
Mà cô tìm hiểu chuyện đó để làm gì? Em có người nhà muốn xin vào ủy ban tỉnh. Em muốn tìm hiểu danh sách nhân sự để có liệu ấy mà. Gớm, tưởng chuyện gì? Anh là trưởng phòng hành chính ở ủy ban. Em cứ dành thời gian nghỉ trưa của em cho anh, anh sẽ tư vấn hết. Việc gì phải tra cứu hồ sơ làm gì cho mệt. Anh nè. Mà đó là việc cấm, vi phạm quy định, sếp đuổi việc anh. Em có đỡ nổi không? Em muốn đỡ lắm, nhưng anh có dám đương đầu với sư tử Hà Đông ở nhà không? Việc này chỉ có em biết, anh biết. Vai trò của đối tượng này như thế nào trong câu chuyện của chúng ta? Hắn là kẻ thân cận nhất của nhân vật mà chúng ta đang cần xác nhận. Một trợ lý của lãnh đạo sở bị thải hồi, sau đó trở thành kẻ móc nối giữa doanh nghiệp và quan chức. Một kẻ có lý lịch như vậy hẳn không phải là người đơn giản. Kiên thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp, thay mặt chủ để chỉ đạo, điều hành. Hắn là người nắm rõ nhất mắt xích của đường dây. Còn nhân vật mới xuất hiện, Tây Hùng thì sao? Hùng từng là người của Hòa Vâu, nhưng do bất đồng quan điểm nên tách ra làm riêng mấy năm nay. Hùng tiếp cận Khắc Đức chắc chắn là có mục đích. Tôi nghĩ cần phải tìm hiểu thêm về nhân vật này. Vì Hòa Vâu dường như vẫn hy vọng điều gì đó ở Nam Giang. Những điều ta chưa khai thác được ở Hòa Vâu chắc chắn là còn át chủ bài để Hòa thương lượng với giới làm ăn ở đó. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến. Xin mời. Tôi nghe nói anh từng là quân của ông Hòa một thời. Phải. Tôi vẫn luôn biết ơn anh Hòa đã giúp tôi từ thuở Hàn Vi. Anh tách ra làm ăn riêng, nhưng lại tìm cách để có được những mối đầu tư từng là địa hạt của ông Hòa. Xem ra tách mà chưa tách. Tôi hiểu anh định nói gì. Quan hệ giữa tôi với anh Hòa thế nào, thực sự tôi không muốn đề cập đến nữa. Và nó cũng không có ý nghĩa gì khi anh Hòa đang ngồi tù. Nếu anh muốn tìm hiểu về tôi thì cứ việc. Nhưng tôi mong anh quan tâm đến những gì tôi định làm và sắp làm. Ông muốn thay thế ông Hòa, đối đầu với trưởng thành. Tôi hiểu thế có đúng không? Tôi nói thẳng nhé. Trường Thành vướng vào quá nhiều việc Excel trong việc đầu tư vào các thủy điện. Trong khi đó, nếu những việc đấy giao vào tay tôi dám đảm bảo tỉnh Nam Giang sẽ có lợi hơn. Gần đây, tôi có nhận được một số tài liệu lén gửi đến văn phòng cơ quan. Và ngày hôm nay lại chủ động hẹn tôi ra đây và cùng nói về một chủ đề. Liệu những tài liệu đó có phải anh tìm cách để đưa lên tay tôi không? Tôi không làm những việc lén lút đó. Tuy nhiên, tôi thừa nhận tôi đang muốn tố giác những việc làm của tập đoàn Trường Thành. Và tôi rất vui khi có ai đó cũng muốn làm vậy. Nếu Trường Thành bị loại, anh sẽ thay thế nhận dự án Sa Khê chứ? Tôi có tham vọng lớn hơn nhiều. Nhưng tôi khác bọn họ. Tôi muốn nhìn thấy sự phát triển thực sự. Và không bất chấp hậu họa để ăn sổi ở thì. An, em phải thật bình tĩnh. Em ngồi xuống đây. Chúng ta vẫn còn hy vọng mà. Thật hả anh? Em đang mệt, lại đi đường xa đến đây, cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nam lo cho em lắm đấy. Bác sĩ nói Nam bị tụ máu ở não, do bị vật cứng đập vào đầu, xương sườn và xương đòn bị rạn, nội tạng bị tổn thương do bọn khốn hành hung. Nam có tỉnh lại không anh? Nam vẫn đang hôn mê. Vừa nãy cậu bị sốt lại. An, em định đi đâu?
Em muốn đi tìm bọn chúng, những kẻ đã hành hung Nam. Rồi ơi, đứng lại, Minh An. Em đâu có bằng chứng gì, mà nếu có thì em sẽ định làm gì nào? Em quên là em bị hại như thế nào sao? Đúng, chính em đã từng bị hại, nên bây giờ em không sợ gì nữa cả. Ok, Minh An. Bỏ em ra. Không đi được. Rồi, ơi, đứng lại. Anh xin lỗi, anh phải làm như thế thì em mới tỉnh ra. Anh xin lỗi. Các ông ngu như con bò. Tôi bảo các ông dằn mặt nó cướp cái cặp tài liệu, chứ có sai các ông đánh nó trọng thương đâu. Thôi, tôi không muốn nghe các ông giải thích gì cả. Đừng có lý do lý chấu. Mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Thằng đó là phóng viên báo trên trung ương, không chừng sau vụ này là công an sẽ thò tay vào đấy. Biết chưa? Thằng đó không mang theo tài liệu gì anh ạ. Mình có thể tạm yên tâm về chuyện này được chưa? Bất cứ việc gì, nếu An cần, Nam sẽ sẵn sàng giúp đỡ. An hãy hứa, đừng hành động một mình như trước nữa. Nam có mua một ít tâm sen, nếu An uống thường xuyên sẽ đỡ mất ngủ đấy. Thu xếp đi Nam Giang ngay, cho xe qua quê Nam, đón cả mẹ cậu ấy luôn nhé. Vâng, em đã chuẩn bị. Có một việc này em đang định bàn với anh. Hay là chúng ta cứ đưa Nam về Hà Nội điều trị. Ở Nam Giang, em sợ điều kiện y tế không ổn ạ. Phải xuống đấy, xem tình hình cụ thể thế nào đã. Mọi can thiệp đều phải theo tư vấn của bác sĩ. Mình không nên nóng vội theo ý mình. Quan trọng là phải an toàn cho Nam. Vâng. Còn một việc này nữa. Có một số báo điện thoại cho em, hỏi tình hình để đưa tin. Phải xử lý thế nào ạ? Tạm thời chỉ thông tin sơ qua về vụ việc, cứ nói là công an đang tìm hiểu nguyên nhân. Có chút quà gửi cho cậu ấy, nhờ cô đưa giúp cho người nhà. Phong bì là tiền của cá nhân ông hay lại trích từ quỹ tiếp khách của tỉnh vậy? Tôi biết cô vừa gặp chuyện xấu, tâm sinh lý bất ổn, nhưng cũng nên biết kiềm chế, đừng ăn nói sách mé như thế. Tiện đây, có một việc cô nên biết. Vì nể chủ tịch nên giờ này cô mới được yên đấy. Liệu mà hành xử rõ chưa? Rồi có xới mọi việc lên theo ý mình, không cô sẽ gánh hậu quả nặng hơn đấy. Em cứ bình tĩnh, để anh. Thay mặt Nam, cảm ơn anh. Cứ để anh. Hoa quả thì chúng tôi nhận, còn tiền thì anh nên cầm về. Nếu anh định đến đây để thăm dò thông tin thì tôi nghĩ là anh nên sang bên công an. Còn ở đây là phòng bệnh, tôi e là không phù hợp với điều đó. Hóa ra ở đây tụ tập toàn những kẻ chống đối. Tôi nhắc lại với anh một lần nữa, đây là phòng điều trị tích cực. Tôi sẽ không kiên nhẫn với anh nữa đâu. Cho dù anh đến đây theo sự chỉ đạo của ông chủ tịch. Tôi đã đọc dự thảo của cậu do Khắc Đức chuyển đến. Việc cậu nói là rất quan trọng, cần nói với tôi.
có phải liên quan đến việc này? Tôi nghĩ chủ tịch nên đọc những gì tôi chuyển đến. Chủ tịch có thể thấy tôi hoàn toàn thiện chí. Thiện chí như cách cậu tiếp cận với con trai tôi à? Dân làm ăn thì ai cũng thế, sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để thiết lập quan hệ. Việc tôi gặp Đức ban đầu cũng là muốn có một lời giới thiệu có trọng lượng với lãnh đạo tỉnh, nhưng bây giờ thì không phải thế nữa. Vậy cậu gặp tôi cụ thể về chuyện gì? Điều gì khiến chủ tịch nghĩ nhiều nhất lúc này cũng chính là điều tôi muốn đề cập đến. Cậu đã muốn nói đến dự án Sa Khê của Trường Thành. Phải, Sa Khê. Chắc chắn hắn đến đây để thăm dò thông tin. Không chừng chuyện này cũng liên quan đến hắn. Anh Thiện này, em đã nghĩ kỹ rồi à? Có lẽ em sẽ trở lại với công việc. Liệu có ổn không? Anh lo lắm. Anh lo em có thể sẽ bị tổn thương vì những lời xì xào sau lưng à? Em đã từng nghĩ đến việc bỏ lại tất cả, nhưng có lẽ đối diện với sự thật là cách nhanh nhất để vượt qua nỗi đau. Hơn nữa, em muốn làm gì đấy cho anh Nam. Em cứ nghĩ, ngộ nhỡ mà anh Nam không tỉnh lại nữa thì em biết phải làm thế nào. Em đã từng rất ghét Nam vì không hiểu được động cơ của những công việc mà anh ấy làm. Nhưng bây giờ thì em biết rồi. Em biết mình đây làm gì. Sao? Cô có thể đi làm ngay hôm nay à? Vâng ạ. Thế thì tốt quá. Nói thật, tôi cứ nghĩ cô sẽ bỏ hẳn. Nhận lại cháu, chú không lo ông Bình bên ủy ban sẽ gây khó dễ à? Cô cứ ngồi đi đã. Cô đã bao giờ không phải là người của báo Nam Giang đâu mà phải nhận lại. Nhưng nhân thể cô nói, tôi cũng nhắc nhở luôn. Chào xin. Có những nguyên tắc mà phóng viên báo tỉnh phải thấm nhuần, đừng có vượt rào. Vậy là chú cho cháu được tiếp tục mảng đầu tư dự án phải không ạ? Mảng nào cũng được, nhưng cô bớt cứng đầu thì tôi được nhờ. Tình hình diễn biến sức khỏe của cậu ấy như vậy, liệu có nguy hiểm quá không? Sau phẫu thuật, đáng lẽ ra bệnh nhân phải tỉnh lại. Chúng tôi muốn chuyển cậu ấy về Hà Nội, liệu có nên không? Việc này anh phải hỏi trưởng khoa, nhưng theo em thì chưa nên, vì hiện giờ bệnh nhân cần tránh di chuyển. Hơn nữa, bác sĩ phẫu thuật cho anh ấy được tăng cường từ Hà Nội. Tội nghiệp bác ấy. Giá mà bác ấy khóc được một chút thì đỡ hơn. Cháu ở đây với Nam, có lẽ bác cần phải đến một nơi. Kìa bác, bác định đi đâu ạ? Có việc gì bác cứ để đấy chúng cháu lo cho. Ở đây bác có biết ai đâu mà đi một mình ạ? Bác tự lo được. Bác sẽ gọi cho cháu An, nếu rảnh nó sẽ đi cùng bác. Lần trước về thăm nhà, cháu đã nghe anh Nam nói bác từng dạy học. Hóa ra lại chính là điểm trường Sa Khê. Bất ngờ quá bác ạ. Bác không muốn kể với Nam, vì thực ra là bác muốn quên những ám ảnh trong quá khứ. À, nếu Nam nó tỉnh lại, cháu không được nói là bác cháu ta về đây đâu đấy. Bác ạ, cháu nghĩ Nam đã trưởng thành rồi, sao bác không cho anh ấy biết điều mà anh ấy vẫn mong muốn tìm hiểu?
chuyện dài lắm. Mà tốt nhất là không nên nhớ đến. Hãy phù hộ cho thằng bé tai qua nạn khỏi. Tôi đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng số phận một lần nữa muốn tôi trở lại. Vì thằng bé, hãy giúp nó. Hãy giúp nó. Bác với dì ấy tuy chỉ là bạn bè, nhưng thân nhau như con trấy cắn đôi. Thời đó dì ấy xinh lắm, còn xinh hơn trong bức ảnh cháu nhìn thấy ở nhà bác. Dì ấy mất trong trận lũ hả bác? Ừ, nước lũ tràn vào trường. Khi đó bác và dì ấy đang dạy học. Mấy chục học sinh không kịp sơ tán. Cô trò phải chồng ghế lên bàn, rồi dỡ ngói chui lên nóc nhà. Vậy là dì ấy mất cùng thời điểm với bố cháu. Chuyện như thế nào bác kể tiếp đi ạ. Thuyền cứu hộ không thể đưa tất cả mọi người lên một chuyến. Dì ấy đã đẩy bác với một nhóm học sinh nhỏ nhất lên trước. Dì ấy đã ở lại với nhóm học sinh lớn. Bác đâu ngờ diễn biến thời tiết xấu khiến lũ chảy càng xiết. Xuồng cứu hộ không thể quay lại đón những người còn sót được. Nếu biết trước điều đó, bác đã nhường dì ấy đi trước rồi. Người tự lái xuồng cứu hộ quay trở lại để đón cô trò bị mắc kẹt là phó chủ tịch huyện. Ông ấy cũng không quay về được nữa. Cháu cũng nghe về chuyện đó à? Lúc ấy do lũ quét rất nguy hiểm nên người ta quyết định không quay lại nữa. Bất ngờ ông ấy nhảy lên xuồng lao đi. Nhiều người hét lên muốn ông ấy quay lại, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết. Cháu tự hào về ông ấy. Cháu nói người mà bác vừa kể chính là cha cháu. Sao? Vậy ra cháu chính là con gái phó chủ tịch huyện Trần Long ư?